Mùa bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ lại mang tới cho anh chị và các bạn các mẫu xe hiện đang có mặt tại cửa hàng ô tô chất Địa chỉ đơn vị là 91 Nguyễn Tránh Câu giấy Hà Nội anh chị và các bạn có nhu cầu về những chiếc xe trên đây Hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ tốt nhất từ cửa hàng Và ngay sau đây thì em sẽ mang tới anh chị và các bạn thông tin về chiếc BMW 320i Sản xuất là 2010 sẽ làm bánh với quãng đường là hơn 100 000 km. Tên tư nhân biển Hà Nội. Tầm giá của chiếc xe thì hiện bây giờ đang chào bán cho anh chị và các bạn khoảng 355 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng. Hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển. Chi tiết video cận cảnh về chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để em có thể gửi qua Zalo. Và kế bên cạnh đây với một mẫu xe trong phân khúc hạng D với tầm giá vô cùng hợp lý. Tâm tiền của chiếc xe này thì bây giờ nó chỉ khoảng à, 575 triệu Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng Rất là phù hợp cho anh chị và các bạn yêu thích Về mẫu xe à, hạng D Với phân khúc cao Sản xuất năm 2016 máy 2.4 Cho anh chị và các bạn cái cảm giác lái cũng như vận hành tốt Làm bánh với quãng đường là 65.000 km rồi anh chị nhé Xuống bên dưới đây thì em lại có những các mẫu xe để anh chị bạn có thể tham quan qua như là một chiếc Mini Cooper Countryman với chiếc xe nhỏ nhắn kiểu dáng hiện đại độc lạ hiện sản xuất năm 2014 chào bán với mức giá là 690 triệu giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục mua xe à, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu xe đăng ký tên tư nhân biển thành phố và chính xác là biển Hà Nội. Cùng lên phía trên đây thì anh chị và các bạn hãy cùng em theo dõi về một chiếc xe 7 chỗ phục vụ gia đình chuẩn mực. Chiếc Kia Sedona phiên bản máy dầu 2.2 bản full, làm bánh với quãng đường là 120.000 km. Xe đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Và hiện đang được đơn vị chào bán trong khoảng giá 700 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe với đầy đủ công năng, tính năng sử dụng phục vụ gia đình cũng như là vận hành của chiếc xe các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để mình có thể là trải nghiệm tổng quan về chiếc xe này. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn, cả hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập lước, bao trách test mọi nơi trên toàn quốc. Tất cả các mẫu xe đều có hỗ trợ trả góp từ đời 2015 trở lên. Còn anh chị và các bạn mà cần thông tin cụ thể, video chi tiết những cái chiếc xe anh chị và các bạn đang quan tâm, hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các thông tin hỗ trợ tốt nhất từ cửa hàng. Và đi sang tới đây thì anh chị bạn có thể thấy qua thì em có một chiếc xe cũng mới về là chiếc Pozo 3008 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Có ngoại thất màu trắng chiếc xe này thì em đã bán rồi. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu cần tìm một chiếc xe tương tự như thế này thì cũng có thể liên hệ em để em có thể là hỗ trợ tìm xe và gửi thông tin cho anh chị và các bạn sớm nhất. Với những chiếc xe đơn vị luôn cam kết nên các bác có thể yên tâm và chọn lựa xe đơn vị thì luôn khuyến khích khách hàng mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra, đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước. Ngoài ra thì bên cửa hàng vẫn còn một chiếc xe màu cam nữa, một chút đây thì em sẽ quay và gửi đến cho anh chị và các bạn có thể tham quan. Đây là chiếc xe BMW 320i sản xuất năm 2015, nhập khẩu nguyên chiếc, lăn bánh với quãng đường là 107.000 km hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá 565 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng. Đây là những đường nét tổng quan về ngoại thất. Anh chị bạn hãy liên hệ em để em có thể gửi video cận cảnh chi tiết cho các bác. Với một chiếc xe 7 chỗ Audi Q7 3.0 sản xuất là 2015, nhập khẩu nguyên chiếc, làm bánh quãng đường hơn 80.000 km. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 420 triệu. Giá này thì đơn vị vẫn còn giảm và thương lượng. Hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển hay mua xe trả góp cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Thông tin chi tiết từng cái mẫu xe, anh chị bạn hãy liên hệ em để em có thể gửi hình ảnh và các thông số của chiếc xe cho các bác quan tâm. Đây là chiếc Peugeot 3008, chiếc xe sản xuất năm 2021, mẫu mới của năm 2022 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 860 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe này. Đấy, những đường led tổng quan về ngoại thất của chiếc xe rất đẹp anh chị ạ. Bên ngoài đây thì em có một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 Formatic, chiếc xe mới về cửa hàng. Sản xuất năm 2021, mẫu của phiên bản V1, lăn bánh quãng đường 25.000 km. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 850 triệu. Xe thì vẫn còn thương lượng và hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe. Và vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua tổng quan các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng ô tô Chất. Anh chị và các bạn quan tâm về những chiếc xe nào trên đây thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ thông tin, gửi hình ảnh, thông số đầy đủ của chiếc xe để các bác có thể tham khảo và cân đối cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ